Cái gì đây? 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 Chặt khổng lồ mọi người. Kinh thế nhà anh em mình phát hiện ra này. Cô chăn của chặt rừng nó xuống đấy này. Không đi à? Đấy đấy, đuổi nó về đường nhá. Tao đuổi cháu gì đây? Giữ thế nhỉ? Ui cái cống này nó về, chú ảnh cái cống này không ạ? Uống mổ đấy. Đấy, ruột cắn gì, kinh nhỉ? Ui ôi. Ai nó lẹ ra này, nó mổ này. Cho nó về đường đi. Cho nó bơi về đường đi. Cho sông lớn đi. Chuẩn đấy. Không đi. Ô bơi rồi. Không chịu bơi, nó bỏ này. Nó vẫn nhìn mình này. Nó vẫn đang leo mình này. Đấy. Như cô tàu ngầm nhỉ. Trận chiến nó mấy phát là nó kéo ra mà. Đấy. Thấy chưa? Nó trường ngay. Đấy. Như cô tàu ngầm nhà mình. Bọn cỏ thế nhỉ? Hại thế nhỉ? Đấy, chỉ cần thôi. Tít trong. Đấy, ta kêu nó nhá. Kêu đi. Kêu nó ra. Con này bắt đâu phải đơn giản đâu. Trên bờ đang có bắt nó anh. Ôi giời, nó lào. Ôi giời ơi. Vẩn cá chê. Nó vẩn cá chê đúng ngầu nhỉ. Quay lại đây. Quay lại đây. Ui giời ơi. Nó lẹ theo chiến này. Chiến đi đâu nó lẹ theo luôn này. Khổ lắm. Ấy, ui giời ơi. Ui giời ơi. Sao bắt nó này? Có cá tỏ đấy.
mồm đỏ lâu rồi, đúng rồi, đúng rồi, mồm. À, con lôn cá đấy. Đây là đoạn con cá chê nhú. Thủy quái hai con vần nhỏ dưới này. Mồm luôn kìa, nâng luôn kìa. Đấy, bông quả nhìn này. Đấy, tăng gì trong luôn. Kìa. Giờ này quyết sao? Bây giờ nó đi đi. Để nó đi đi. Rùa đi, giờ thả nó đi, phải rùa sông chứ. Nếu không thích cá thì phải rùa. Ừ. Đi. Nuôi chú sâu thả cho nó về với mấy đi. Thả về lẽ tự nhiên nhưng mà không bắt con này à? À con này không bắt được rồi. Không bắt được thật. Nhanh đuôi rồi. Nhanh đuôi rồi. Té nước các bạn thì nó giấu đuôi mấy rồi. Để nó phóng kêu em rồi. Nó đi vào. Đấy anh kêu. Đấy kêu nó mới cầm đuôi kéo ra đây. Sao tay em? Làm đi. Để vào đường đi em ơi. Ok kệ đi, chỗ sâu là không sợ, nó tín vào đây giờ. Úi, phải bắt hang cá về chứ. Bắt cá đi. Cá kia rồi, cá thì đây rồi. Có thủy quái đây rồi. Thủy quái đây. Cầm cái nàng kia đây để bắt con cá kia đây. Cầm cái nàng đây. Hai con nó vần nhau, đục ngò cái vũng này này. Đỏ thế, kinh. Cứ mang túi cho em chỉ đấu. Hay mang chỉ đấu. Anh em mình vật cái con này thấm mệt lắm rồi này. Anh em vẫn suốt buổi chiều nhọc lo lắm rồi, thấm mệt rồi. Con này quặn dưới nước thì chết, không thắng được trên bờ mình không được. Tóm gì mình dưới nước chết ngay. Con này tuy nó không có độc nhưng mà nó ngược lại rất là khỏe mọi người ạ. Nó siết, cơ bắp nó dùng cơ bắp nó siết. Xuống cái đầu kia, anh để đầu kia rồi. Ngọc đầu này. Đầu dưới nguồn có đèo lắm mà thôi. Đầu này này. Thả chưa. Anh cái này. Thôi bên này nhá. Bên kia nó mụt lắm. Bên nào thì lôi. Đấy anh em đi bắt cá đây. Ôi giời ơi mọi người nhìn này. Ôi giời ơi, quận tròn. Kinh ghê. Ôi giời ơi, mồm đỏ lom này. Mồm đỏ lom này, kinh thật. Quá nhanh phải không? Chết đi. Chết bắt luôn đây này. Úi giời, nó lào. Chuẩn bị túi anh em bắt đưa lên đi. Kinh đây. Rồi. Đỏ thế nhỉ, kỉnh chưa này. Con này phải lấy 150 cân gì đó. Hơn 100 cân đó. Ui hết cả quần bắt chăn rồi. Ui giời ơi. Ui ớm quá. Mệt luôn rồi. Mệt không? Thấm mệt anh em, vật này thấm mệt gì nữa. Kéo đi vào đi. Đấy mọi người nhá, sau khi anh em mình phát hiện đi con chăn này nó quần nhau có con thủy quái ở cái vũng bùn đấy mọi người này. Đấy mình bắt được con thủy quái này, xong rồi nó quần nhau cũng bùn này. Thì anh em mình đã đưa được nó về cái túi rồi, cho vào túi rồi. Thì anh em mình kết thúc video đây nhá. Mọi người vào xem thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá.